Rồi ha, em chào anh em ha. Nay em lên cho anh em cái em quay cái clip này, em giới thiệu về con máy Yanmar RH57 động cơ Rotary hay là thường gọi là quăng keo Yanmar RH57 nha anh em. Đó, con máy này em mua về mục đích của em là để tháo ra quay cái động cơ cho anh em coi thôi. Đó, còn ai muốn mua gì thì em tháo ra xong đi rồi mình tính lại cái giá nó ha. Thì nói chung cái giá này nó cũng cao đó, cái máy này mua em mua cũng khó lắm anh em. Cái này là video này em làm mục đích là để mình chia sẻ với nhau thôi ha. Đó, rồi bắt đầu câu chuyện thì cái số điện thoại của em đây 0961088776. YouTube em là Hoài Mini ha. Anh em thấy hay ý nghĩa thì mình cho em nút like để em thêm cái động lực em làm video cho anh em coi. Đó. Thì động lực của em là anh em bình luận đồ này nọ về cái gì hay ho của cái máy ha. Đó. Rồi cái máy này là có một người anh cũng đam mê động cơ giống như em. Rồi anh đó cũng em với anh nó cũng nói chung là tìm cũng có ý tưởng để tìm cái động cơ này, tìm cũng lâu rồi mới gặp được đó anh em, vì cái này nó bây giờ nó thiếu đồ, thiếu bô, thiếu lam gì tùm lum hết đó. Có nhiều hiệu quen nhiều ha, chủ yếu cái này để mở cái động cơ nó ra coi thôi đó. RH57 57cc 8,3 kg đó, cái tem thông số của nó là vậy. Giờ này hơi tối em gọi đèn pin em quay cho anh em coi luôn. Anh em nhớ like giùm em, đặt nút chuông rồi ha, lên cái video nào hay hay anh em theo dõi được chơi. Đó, nó cũng có bố chuông đồ bình thường như người ta thôi, chỉ khác là cái động cơ nó khác, cái cấu tạo thôi. Cái đèn pin em nó hơi tưng tưng, anh em coi thông cảm em ha. Đó, em gọi đèn pin em quay cho anh em coi đó. Hồi chiều em đục cái nắp xăng này, đục nó bể bà nó luôn nè, nắp bình xăng cục lực xăng nó dơ quá em móc không ra, rồi em đục đục hơi cái lủng này luôn. Hình như mấy cái nắp này có trong mấy cái máy của cổ Petner gì đó, em thấy cũng có cái nắp kiểu vậy. Kệ nó, quan trọng là cái phần này, tháo cái máy ra coi thôi. Đây, cái động cơ nó này. Cái đèn pin tức ghê. Đó, cái máy này nó chỉ có như vậy thôi. Chủ yếu mục đích của em là em mở cái động cơ ra cho anh em coi thôi ha. Đó, cái lỗ bô nó có chút xíu. Đây có mấy anh bạn có mở cái máy ra cho em coi nè. Cái này nó còn một đời máy nữa nha anh em. Con này nè, Yanmar GH350. Đó, nó cũng anh em đó. Thằng này thì GH57, thằng này bự hơn. Đó. Thì dạ, có anh bạn gửi cho em nè. Cái cấu tạo bên trong nó nhìn đẹp lắm nè. Đó, cái bích tông nó như vậy đó. Cái này anh em mê cái động cơ lạ thì thích lắm ha. Đó. Đó. Cái này là cái nôm na là cái nòng đó nè, cái nòng nó như vậy. Còn cái bích tông nó như vậy nè. Nó giống như hình tam giác vậy đó, 120 độ là nó nổ một góc đây hay rồi tới đây xả, đây nạp nó nổ vòng 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 nha. Cái tiếng nó nghe như phân khối lớn vậy đó anh em.
đó, thì nó cấu tạo như vậy đó. Em cũng biết rồi nhưng mà em thích tự tay em tháo, bởi vì em tìm cho được cái máy này để em tháo ha. Đó. Anh em nhớ theo dõi cái clip sau của em ha. Này em chỉ giới thiệu sơ bộ về cái máy nó làm sao thôi. Cái máy này thì em mồi xăng nó nổ rồi, có bình xăng con nữa ha. Ngày hôm qua mua về là về tới là em mồi xăng nổ rồi đó. Rồi em tháo ra rồi clip sau em sẽ cho anh em coi cái quá trình em tháo với cái cấu tạo cái động cơ nó làm sao ha. Cái này cũng là một cái gì đó nằm bên cái phần đam mê, thì anh em nào thấy thích thì theo dõi phần tiếp theo ha. Cái động cơ này nó lạ, nó hay, anh em thích động cơ thì theo dõi cái phần tiếp theo. Bên này em chỉ giới thiệu vậy thôi. Giờ này nó tối rồi nè, trời tối hù 6 giờ mấy rồi, hơi trễ rồi mà em cũng gắn lên clip cho anh em coi tham khảo chơi ha. Thường thì cái giờ em bán máy là 12 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều. Anh em có coi thì theo dõi kênh em giùm ha. Đó, để cái kênh em phát triển, với anh em cũng góp ý bình luận rồi này nọ cho em vui. Hôm gầy đăng máy thấy bình luận anh em không có gì hết, em buồn quá. Số điện thoại Zalo của em ha. Anh em nào có cái động cơ này thì liên hệ em, hoặc là muốn mua gì đó thì liên hệ, chừng nào có em báo, giống như là em là cầu nối của anh em vậy đó. Giống như anh có cái động cơ anh muốn bán cho mày Hoài ơi, có anh thì anh muốn mua cái động cơ này gì đó, thì cứ liên hệ em cái đi, rồi có hay không gì thì em báo. Thì bây giờ hiện tại em có cái này đó. Rồi nếu em mở ra nữa, em quay clip đồ này kia xong, anh em muốn có ý muốn mua thì em cũng bán. Mà nói chung thì cái giá này nó cũng mặn ha, tại em mua nó cũng khó lắm, với lại nó hiếm. Mấy trăm cái máy cưa mới được một cái này, không phải mấy trăm đâu nè, khoảng mấy ngàn mới được một cái như vậy. Có nhiều người cả đời còn chưa thấy được cái động cơ như vậy đó nè. Đó, đó là một cái hay của cái ý của em muốn làm ha, là cho anh em chia sẻ với nhau, mình để mình hiểu biết thêm về cái động cơ thôi. Đó, nói chung là muốn, ý em là muốn giao lưu chia sẻ chứ không có dạy bảo ai gì hết đó. Rồi cảm ơn anh em đã đăng ký nút kênh rồi theo dõi em ha. Rồi chào anh em luôn. Mai mốt gì đó em rảnh thì em sẽ làm cái phần hai cái video này ha. Em sẽ tháo bung ra hết giống như cái tấm hình hồi nãy vậy đó, cho anh em coi cho nó đã. Rồi chào anh em ha.